Chào mừng các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube của mình nha. Rất vui khi gặp các bạn ở trên kênh YouTube của mình. Một ngày mới, mình xin chúc tất cả các bạn và các cô chú anh chị thật mạnh khỏe nha. Thì hôm nay mình với mấy đứa lại tiếp tục đi chăn trâu, ngày nào cũng đi chăn trâu bò các bạn. Thì hôm nay mình với mấy đứa sẽ làm một cái clip. Bây giờ mình đi chăn trâu, mình đi thử thách kiếm đồ ăn nha các bạn. Mình sẽ kiếm những thứ gì đó mình ăn được. Rồi mình sẽ nướng hay là mình làm gì đó nha mấy đứa. Rồi mình sẽ chẳng hạn như là mình kiếm cây hang ếch nè, hay là mình mò cá nè. Nói chung là mình có cái gì mình ăn được thì mình bắt đại gì đó luôn nha mấy đứa. Rồi bây giờ mình với mấy đứa sẽ làm một cái clip bắt những cái gì ăn được rồi để mình ăn, vừa kiếm thức ăn vừa chăn trâu nhé các bạn. Thì cái dụng cụ của mấy anh em của mình là đúng một cái rửa thôi nhé các bạn. Ba anh em của mình các bạn, mỗi cái rửa thôi nha. Với hồi nãy đi đem theo cái trái đu đủ các bạn để mà ăn. Thì ở trong trong đó chỉ có trái đu đủ thôi nha. Thì bây giờ anh với mấy đứa sẽ làm clip kiếm cái gì đó để mình nướng nha mấy đứa. Ở đây rất là đẹp nha các bạn. Phong cảnh ở đây rất là đẹp. Đây đường xuống dưới đây thì đây là đường xuống sông Đồng Nai. Hiện tại ở chỗ này các bạn, người ta đang làm khu du lịch, nhưng mà hiện tại thì đang thi công ha, chưa có xong. Mai mốt chừng nào mà 40-50% gì đó rồi mình sẽ xuống đó để quay clip cho các bạn xem, để xem có đẹp hay không. Nãy giờ thì mình với mấy đứa thì đi một đoạn thôi, gần tới chỗ trâu bò rồi nha các bạn. Thì bây giờ mấy anh em của mình tranh thủ kiếm cái gì đó để mà nướng nha các bạn. Thì ở đây hơi ồn ha, tại vì mùa này ở chỗ mình rất là nhiều con ve luôn các bạn. Con ve đây nó đang lột, nó đang lột cái này, nó lột rồi này. Mùa này thì nó lột lột xác rất là nhiều luôn các bạn thấy không, một cây đều nó biết mấy con luôn. Thì xung quanh của mình toàn là con ve không ha, đang kêu ha, nó kêu giống như máy nổ, máy hút nước gì đó các bạn ạ. Bập gì đó mệt không em? Mệt chứ. Này đây cái chân bò mệt vậy, sướng mà. Đi chăn bò mình sẽ kiếm cái gì đó mình nướng mình ăn để cho vui ha. Ở chỗ mình thì toàn là vườn điều không nha các bạn, tại vì ở đây á đa số người ta trồng điều rất là nhiều luôn, như là cao su này kia cũng có nhưng mà ở đây người ta ít trồng. Thì mùa này điều thì cũng hết rồi nha các bạn, mùa này cũng gần cuối mùa rồi, còn đi móc móc hai ba hạt thôi. Chỗ này chỗ này chút, chỗ kia chút thôi các bạn. Đây này, như đây nè, đây cũng ít thôi nè. Gần tới mùa đi móc điều rồi các bạn. Đi một đoạn thì mấy anh em của mình thấy một cây mít ở đây rất là đã luôn, rất là nhiều trái nha các bạn. Đây là cây mít của dì của mình nha. Đây cũng có cây ổi luôn nè, nhưng mà mình mới ăn cơm chứ lại mình chưa xin gì, mình không dám hái nhé các bạn. Đây rất liền bình luôn nha các bạn. Xung quanh toàn là nghe tiếng chim hót rồi. Còn nãy giờ thì mình với mấy đứa thì cũng đã tới cái chỗ mình thả trâu bò ở đây rồi nha các bạn.
Nãy thì mình cột trâu vào đây, bò ở đây luôn nha các bạn. Bây giờ mình xuống xuống bưng luôn hả em Nguyên? Hả? Giờ mình xuống xuống bưng cho trâu bò uống nước dưới kia ha. Rồi mình thả trâu cho trâu tắm dưới kia luôn. Biết trâu con đi đâu hết rồi. Đi. Đi xuống bưng uống nước đi bò ơi, trâu bò ơi. Đi lên trên kia. Đây con nghé này nè các bạn. À con bê này các bạn. Rất là đẹp luôn. Đây. Rất là dễ thương. Đây là bò của em Nguyên này các bạn. Em Nguyên nghe, bò của em này, bò của em đúng không? Bò đực nè. Bò ai? Bò đực này nè. Cho nó treo ấy không, ngồi trên luôn hả? Đây xuống bưng đây. Bò cái bò màu trắng này kìa. Bò này giống như bò bạch tạng kìa nè. Bây giờ thì mình với mấy đứa thì đã đuổi trâu bò xuống dưới bưng rồi nha các bạn. Thì trâu thì phía đằng trước của mình thì đang tắm, con bò thì đang ăn cỏ xung quanh nha các bạn. Bây giờ thì mấy anh em của mình tranh thủ kiếm cái gì đó để mà nướng ăn tại đây. Bây giờ mấy đứa, bây giờ mình xuống dưới ao này nè. Rất là nhiều cái hang này. Anh nghi là có ếch á. Chắc chắn là có luôn á. Đó. Chỗ mấy cái hang như vậy đó. Chắc là có. Để anh xuống mò coi. Em cầm camera nè. Wow, có một con cóc. Con cóc nha các bạn. Tôi bỏ đi nhỏ quá, nếu mà đến lại cho mình lột da ha. Còn cái gì không? Thì được hai con cóc nha các bạn. Đây nè, một con nhảy xuống nước rồi. Mình tưởng nó có con ếch trong đây. Để bây giờ mình sẽ đi kiếm cái hang khác ha. Đây con nhỏ nè các bạn. Con này ăn được nè. Đây con nhỏ xíu. Mình bỏ luôn. Đây thì mình phát hiện một cái hang đít nha các bạn. Mình thử đào. Có hay không? Hang này sâu như ta. À, qua bên này luôn. Ồ, hết luôn. Tắt cái nó. Bên nào luôn. Bây giờ thì mình với mấy đứa thì kiếm ở phía dưới ao này nhưng mà không được con nào nha các bạn. Bây giờ thì anh với mấy đứa đi kiếm ở trên bờ ha. Trâu bò mình cứ thả cho nó ăn ở đây thôi. Thì hôm bữa các bạn ở đây mình làm video hôm bữa đó các bạn. Nước rất là cạn luôn. Bữa mình bắt cá được ở đây ha. Nhưng mà bây giờ mấy bữa thì mưa to buổi tối các bạn. Bây giờ nước lên rất là nhiều luôn. Ít à? To lắm. To không? Đâu? Đâu? Đây bắt hình rồi.
bắt được chưa? Bắt được rồi. Rửa. Đây. Wow, ngon ha. To lắm. Rửa đi. Đu. Đây. Thật là to nhé các bạn. Đấy, đã là thành quả của ba anh em của mình nhé các bạn. Bây giờ mình gì? Bây giờ anh với mấy đứa mình đi một vòng nữa ha. Mình kiếm cái hang nào á. À, mình mò thử ha. Làm cái chân nó nhanh thì. Rồi bẻ chân đi. Rồi. Đấy, thành quả ba anh em của mình. Bây giờ đi. Đi kiếm tiếp đi. Nãy anh thấy bên này một hang nữa nè. Bên này nè. Đi coi đi. Đi lên tới đây luôn. Đi ra nè. Có khi nào còn không? Còn á. Nguyên lên đây Nguyên. À, thành quả của ba anh em của mình thì cũng được hai con nhé các bạn. Bây giờ thì mình cố gắng kiếm về hang rồi đi. Có khả năng là còn nhiều á. Nguyên em cầm đi Nguyên. Lên đây đi. Bây giờ tắm không giống con trâu kìa. Hay to nhưng đây, nhưng mà cây sắc đổ lên nhau nè. Ở trong này còn còn có ít sao. Hết rồi. Có cái hang nào không? Còn cái không? Có cái hang. Có không? Có. Hết rồi hả? Hết rồi không? Hơn quá. Hang à. Đây còn cái hang nữa các bạn. Đâu? Đi đâu đi giờ về trên. Ủa không lặng. Ủa đi kiếm chỗ khác đi. Ở đây thì mình phát hiện một cái hang nhé các bạn. Em né qua né qua bên kia. Em ở bên này, tôi bên này đi. Để lăn cục đá. Né qua bên kia, né sang bên kia để lăn cục đá xuống. Thằng bách cu. Có hay không? Ra kiếm ra luôn. À, cóc. À, đây này. Không. Cóc con. Con cóc, cóc con. Đây các bạn, con cóc nha. Cóc nhỏ quá, lớn thì mình lấy mình lột da luôn. Đi tiếp đi. À, bây giờ thì mình thử sử dụng cái cây này để mình bẫy nha các bạn, mình bẫy cho nó lật cục đá này luôn. Thử đi mấy đứa. Hai bác. Ôi, gãy luôn. Gãy luôn. Mạnh dữ. Không gãy là được á. Mày đi kiếm cây khác thôi. À, hồi nãy thì mình thấy cái hang ở đây các bạn rất là đẹp luôn. Nhưng mà mấy anh em của mình không có cái cây
cái trụ nào á dài khoảng 2 mét thì mình bẫy nó mới lên cục đá này. Nãy thì mình kiếm 2 cây, toàn là cây mục không các bạn. Đây này, toàn là cây mục không, nó gãy hết rồi. Bây giờ thì mấy anh em của mình thử đi kiếm chỗ khác, cái hang khác có hay không. À, nếu mà thấy cái cây nào chút nữa thì mấy anh em sẽ quay lại ở đây. Vậy đó. Đây mấy con, đây mấy con. Mấy con luôn á, mấy con. Quay, quay. Con này to lắm này. Quắc quắc á. Ăn nguyên này, sợ nhiều người. Con nó chết luôn hả? Trì. Đấy. Ba con rồi nha mọi người. Đây, chỗ này con nó lớn lắm nhiều. Đây. Một con, chỗ cái hồi này rất là nhiều cá nha mọi người. Mập quá. Cái biết nó ăn cái gì đâu mập lắm. Rồi mình mò đi, có cái kia cho nhỏ xíu xíu à. Đây mập ú không à. Để cho nó chết luôn. Đầm tay. 4 con. Đau quá. Con này to lắm này. Mọi người xem này. Đây này. Mập ghê nè. Đã ghê. Đứng vô đi chứ. Xoay. Mập chết luôn. Hết rồi. 6 con. Mấy con? 6 con. Mình chụp lại cái này dưới đây. 6 con. 6 con nhiều này. 5 con. Hồ này rất nhiều. Bây giờ thì ba anh em của mình đi kiếm ếch với cá thì áo của em Nguyên đấy các bạn. nó bị bò ăn hết rồi đây. Đây em người nó bò nó ăn hết. Rồi. Từ em kỹ ơi. Đâu. Áo này bị con bò may dùng luôn. Ôi đẹp quá, đẹp dễ thương luôn các bạn. Đây là. Ôi giời. Cười ghê ha. Nãy giờ mình đi kiếm ếch với cá đó các bạn. Về đến đây em Nguyên đi kiếm cái áo, nhưng mà mình tưởng cái áo của em ở đâu. Ở dưới chân của mình thì cũng bò nhai. Mệt quá. Bây giờ mình đốt lửa đi. Đây Nguyên ơi. Các bạn. Rất là to luôn à. Các bạn nhìn này. Bằng bao con 4 tay của mình luôn á. Đã ghê ha. Hồi nãy mình đang nhóm lửa trên kia các bạn. Đó trên góc đó. Đang nhóm lửa trên đó, tự nhiên thấy ở đây con ếch nó nhảy này các bạn. Biết nó ra từ đâu luôn. Khá là to ha. Ui gì. Quá đã luôn. Đây này cầm đi. Đi. Hôm nay mình trúng bánh ha. Đây. của mình nhỏ quá người ơi, của mình nhỏ lắm. Sau khoảng một thời gian thì mấy anh em của mình, ba anh em của mình đi bắt ếch thì được 3 con nha các bạn. Trên tay của mình 2 con này, khá là đã nha các bạn. Đấy, ếch này là ếch cái nha, còn ếch nhỏ này là ếch đực nè. Bạn nhìn đã không, ếch đồng nhìn rất là ngon ha. Đấy thì bây giờ ba anh em của mình sẽ nướng tại đây luôn và ăn tại đây luôn nha các bạn. Nãy thì kèm theo 5 con cá nữa nha, 5 con cá trê nữa nha các bạn. Bây giờ thì ba anh em của mình sẽ nướng tại đây và ăn tại đây luôn để mời tất cả các bạn cùng thưởng thức món ếch nướng, cá nướng tại chỗ. Nhưng mà rất tiếc hồi nãy mình xuống thì mình không có đem muối ớt nha các bạn, nhưng mà bây giờ mình thì ăn nướng không thôi. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi ba anh em của mình để xem món ếch nướng, cá nướng như thế nào nhé. Nướng cá với ếch thì cũng đã xong rồi nha các bạn. Thì hồi nãy thì mình nướng ở đây luôn,
thì giờ cũng đã chín rồi ha, thì mình ăn tại chỗ luôn, ăn xong để mà mình với mấy đứa dắt trâu bò về. Giờ cũng 3 giờ mấy rồi các bạn, bây giờ mình với mấy đứa sẽ ăn thôi nha. Anh hai con này, em cũng em ăn cách này, người ăn cách này, ăn ếch nha, em ăn ếch rồi. À, bây giờ chiên, bây giờ ếch thì 3 con, ngày một con nha. Bây giờ con này là to nhất đúng không? Để dành ăn, ăn con này to nhất thì mình để đây đi, vậy đi, con này to nhất mình bê đi. Mình gì ta, người ta kêu là nhiều rách ở, nhiều rách ở đây, nhiều rách ở, ai ra thì được ăn con bự nha. Nhiều ra ít ở, nhiều ra ít ở. Thắng rồi. Thôi nó giận thôi. Con lớn rồi. Thôi nó giận thôi. Bây giờ cái này thì mình đem về nha. Cái này chút nữa mình đem về mình ăn cơm đi ha. Rồi. Còn mình bây giờ mình ăn. Ít kêu với kìa các bạn. Chủ cái hàng. Hai con luôn kêu dưới đó các bạn. Để dành là tối nay hoặc là ngày mai mình đi xôi đi. Bây giờ mình ăn. Các bạn nghe nè. Thơm lắm các bạn. Wow. Ngon lắm. Mời các bạn ăn nha. Mời các bạn ăn nha. Mời một đùi chứ. Nè, ăn đùi đi. Nè. Ăn đùi này đây. Nghe một đưa cái đó cho đòn luôn. Em con này. Đó. Wow. Mày các bạn cũng ăn nha. Tại con có muối nha mà các bạn ơi. Nãy thì mình đi xuống thì bên đây muối ớt nha các bạn. Thì nếu mà có muối ớt thì rất là ngon luôn, tại vì mình nó là cái dụng cụ của mình chỉ mỗi cái rửa, một cái rửa với cái hũ quạt thôi. Đó là đồ nghề của ba anh em mình bắt được ếch ngon như thế này. Mời các bạn ăn nha. Đã được. Ngon không mấy đứa? Ngon. Ngon à? Thịt nó béo. Chắc thịt lắm các bạn. Nó không như ếch nuôi nha. Ếch đồng này rất là chắc thịt luôn. Da nó dai các bạn, rất là ngon luôn nha các bạn. Xương nó cứng lắm nè. Cứng hả? Bò nhai ta. Bò nhai ta. Cái phần da nè các bạn. Ngon lắm các bạn ơi. Cá nữa. Cái này thì mình cái này chút nữa mà ba anh em mình chia mình đem về để ăn cơm chiều nha. Dai thiệt. Nó là ếch đồng các bạn, rất là dai. Dai ngọt, nó ngon ngọt nữa các bạn. Cá nè. Nó còn miếng nữa. Chia. Một ít. Đừng bỏ xương, nhai xương luôn. Đừng bỏ xương. Cái này mà cho có muối ớt ngon hả? Bây giờ thì mình ăn cà rê đó. Ăn cà rê ngon rồi. Bây giờ thì mình lại ăn cà rê nha các bạn.
mời các bạn ăn cá tre nha. Cá tre nướng, cá tre đồng nướng rất là ngon luôn. Đúng là đồ tự nhiên ăn rất là ngon các bạn. Ngọt lắm. Thịt nó béo lắm nha mọi người ơi. Bạn nhìn nè. Nãy giờ thì mình với mấy đứa thì cũng nướng ép và đã ăn xong rồi nhé các bạn. Thì ở đây á thì chỉ có một năm chỉ có một mùa thôi các bạn, một năm chỉ có một mùa thôi có ếch ha, tại vì mùa đầu mùa mưa thì mới có ếch. Thì tối hôm qua hôm kia các bạn mưa rất là to luôn, thì con ếch nó xuống bưng, nó sinh sống ở dưới bưng đây, thì nó chui vào cái hang đó các bạn. Thì nãy mấy anh em của mình đào ở trong hang thì được 3 con với lại bắt 5 con cá trê, thì cũng đã nướng ở đây. Thì một con thì mình đem về cho con trai, thì có người con em trai kia thì đem về cho mẹ các bạn, thì mình cũng không có ăn hết được ha. Thì ở đây thì mùa này rất là nhiều thức ăn để mà mình, nếu mà mình siêng các bạn, rất là nhiều thức ăn mình tự mình kiếm mình ăn rất là ngon luôn. Nói chung đồ tự nhiên thiên nhiên mình ăn nó ngon, nó ngọt rất là ngon luôn các bạn. Thì clip của mình cũng khá là dài rồi. Tại vì bây giờ mình phải dắt trâu bò về nữa. Chắc có lẽ mình tạm dừng clip của mình tại đây. Nếu các bạn yêu mến mình thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bây giờ mình với mấy đứa chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.